thu nhập của Hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt? Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với đại gia công nghệ cao toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỷ đồng trước ngày bị bắt, nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên và MC, đều không gặt hái nhiều thành công. Sống trong căn hộ cao cấp, gia nhập làng giải trí từ năm 2009. Thế nhưng, ngoài danh hiệu Hoa hậu người Việt ở Nga, thì Phương Nga không gặt hái được nhiều thành công trong các vai trò người mẫu, diễn viên, MC, đóng MV ca nhạc. Trước khi bị bắt, cô sống ở khu căn hộ cao cấp, giá hàng tỷ đồng với đầy đủ tiện nghi như hồ bơi, phòng giải trí và siêu thị. Giá mỗi căn hộ tại đây dao động từ 4 đến 10 tỷ đồng. Căn hộ tại chung cư cao cấp mà Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga ở trước ngày bị bắt, giá mỗi căn hộ tại đây dao động từ 4 đến 10 tỷ đồng. Đây là nơi ở của nhiều doanh nhân, người thành đạt, hoa hậu, người mẫu và diễn viên. Theo một nguồn tin, Hoa hậu Phương Nga đã thuê một căn hộ tại tầng 24 lốc C với giá khoảng 20 triệu đồng một tháng. Vậy thu nhập của Hoa hậu đến từ đâu? Thời khắc đăng quang của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ngoài danh hiệu Hoa hậu người Việt ở Nga, cô không gặt hái nhiều thành công trong showbiz. Bộ phim điện ảnh nhiều cảnh nóng trước ngày ra tòa. Năm 2012, cô tham gia vào một tác phẩm điện ảnh Nga, Người lính. Đây là bộ phim đầu tay và cũng là bộ phim cuối cùng Phương Nga tham gia trước khi bị bắt. Phim sản xuất năm 2011 do đạo diễn người Nga thực hiện. Tuy nhân vật Mai của Phương Nga xuất hiện trên phim không nhiều, nhưng vẫn khiến người xem nhớ đến những cảnh nóng táo bạo. Trong phim, Phương Nga vào vai Mai, một cô giáo sử dụng thành thạo tiếng Nga, được bố trí làm hoạt động cách mạng ngầm. Phương Nga cho biết, cảnh nóng được thực hiện khi mới bấm máy 2 ngày, cô và bạn diễn hầu như chưa hiểu rõ về nhau. Vì điều này nên quá trình ghi hình gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cô kiên quyết từ chối sử dụng diễn viên đóng thế mà tự mình diễn tả những phân cảnh nóng nhằm đem lại cảm giác chân thật nhất cho khán giả. Những hình ảnh của Trương Hồ Phương Nga trích từ bộ sách của Đập cánh giữa không trung. Bộ sách ảnh của Đập cánh giữa không trung được đem đến giới thiệu ở Liên hoan phim 2010 và Liên hoan phim Cannes 2012. Năm 2010, Phương Nga được mời vào vai nữ chính trong phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Những hình ảnh của Phương Nga trong bộ sách ảnh của Đập cánh giữa không trung được đem đến với liên hoan phim. Tuy nhiên, ngay trước khi bộ phim bấm máy vài ngày, Phương Nga bất ngờ từ chối tham gia bộ phim. Cô chia sẻ rằng chưa sẵn sàng thể hiện những cảnh nóng và khỏa thân như hình tượng nhân vật Huyền trong kịch bản. Viết lời ca khúc hit, ít ai biết Trương Hồ Phương Nga chính là tác giả viết lời ca khúc Mong Manh Tình Về, bản hit đình đám do cô kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí từ năm 2011. Phương Nga được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao khi viết được những ca từ đẹp, có sức hút. Ngay từ những lần nghe đầu tiên, bài hát được quán quân Việt Nam Idol 2008 Quốc Thiên thể hiện trong single cùng tên, sau đó hàng loạt ca sĩ hải ngoại Thanh Hà, ca sĩ Thùy Chi cover lại và trở thành một trong số những ca khúc đình đám suốt. Sau đó Phương Nga còn kết hợp với Đức Trí để ra đời bản ballad Đông Dịu Ngọt. Tuy nhiên, Trương Hồ Phương Nga từng chia sẻ, âm nhạc đối với cô chỉ là một cuộc dạo chơi. Đóng MV tình cảm với ca sĩ Khắc Việt, Trương Hồ Phương Nga từng nhận lời diễn xuất MV Anh Nhận Ra của ca sĩ Khắc Việt. Trong MV, Khắc Việt và Trương Hồ Phương Nga thể hiện những cảnh ôm hôn tình cảm. Được biết, ngay từ khi gặp mặt, Khắc Việt đã rất ấn tượng với sự thông minh sắc sảo của mỹ nhân sinh năm 1987. Đây là lần hiếm hoi Trương Hồ Phương Nga nhận lời diễn MV ca nhạc. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi Hoa hậu Phương Nga bị tạm giam. Ngoài ra, Hoa hậu Phương Nga còn tham gia vào kinh doanh, tuy nhiên cũng không có dấu ấn đáng kể. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi Hoa hậu Phương Nga bị tạm giam với cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của đại gia cao toàn Mỹ. Phương Nga khai số tiền trên là do ông Mỹ thanh toán cho hợp đồng tình dục kéo dài 7 năm giữa ông cao toàn Mỹ và Phương Nga. Đến nay, vụ án vẫn chưa có hồi kết và chưa thể nhận định gì về số phận pháp lý của Phương Nga. Nhân chứng bí ẩn Mai Phương, gia đình Hoa hậu tìm cách hại tôi. Bà Mai Phương cho rằng số tiền 16,5 tỷ đồng của ông cao toàn Mỹ có thể do một người bạn hay người trong gia đình của Phương Nga giữ. Người giữ tiền đó cũng chính là người đã bày trò để vu oan cho bà Phương. Ngay sau khi Hoa hậu Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại, trao đổi riêng với báo Tiền Phong, người phụ nữ bí ẩn Nguyễn Mai Phương chia sẻ rằng mình vui khi biết tin này.
Tuy nhiên, vì Nga và Dung đã vu khống những điều không đúng sự thật, nên chị đã liên hệ với luật sư tư vấn để chuẩn bị khởi kiện. Tôi không tư vấn cho mẹ Phương Nga chạy án. Vì sao bà Mai Phương, mẹ Phương Nga lại có số của chị? Chị Nguyễn Mai Phương, khi Nga bị bắt thì mẹ cô ấy có vào thăm con gái. Sau đó, Nga có đưa số điện thoại những người quen biết cho mẹ. Thời gian đó họ có đưa thế nào cho nhau, giao tiếp thế nào thì tôi cũng không nghe kể. Nhưng mẹ Nga nói là Nga có nhắn ra như vậy, trong đó có số của tôi và bà đã điện thoại cho tôi. Chị và mẹ của Nga thường trao đổi gì với nhau? Tôi chỉ gọi điện thoại hỏi thăm, an ủi động viên bà. Tôi quan tâm đến người khác theo kiểu đàn bà thôi. Bà Phương có con gái bị bắt thì tôi nghĩ rất đau khổ, nên tôi động viên. Tôi gọi điện hỏi thăm nói, cô cũng cần ngủ giữ gìn sức khỏe, chỉ vậy thôi. Chị có thường dùng máy ghi âm hay ghi âm bằng điện thoại không? Không có, tất cả là do mẹ của Nga. Bà rủ tôi vào Thế Giới Di Động mua điện thoại có chức năng ghi âm. Mẹ Nga thường đặt điện thoại ghi âm, sau đó chuyển cho tôi nghe. Tôi cũng không biết bà làm vậy để làm gì. Vậy đoạn ghi âm mà chị nhờ tòa phát có nội dung về cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ quanh vấn đề chi tiền cho quản giáo. Theo đó, mẹ của Phương Nga nói về việc đưa hối lộ 50 triệu đồng để lo cho con gái thì ai là người ghi âm? Chính là mẹ Phương Nga ghi âm và bà đã gửi cho tôi. Chị có giới thiệu người làm trong ngành luật pháp cho mẹ Phương Nga không? Tôi không quen ai trong ngành điều tra pháp luật nên không biết ai để giới thiệu cho bà ấy. Bà Mai Phương có cung cấp một vài cái tên và tôi cùng bà tìm trên Google tên những người ở trong ngành bảo vệ pháp luật. Nhiều lần Nga và mẹ cô ấy nhờ tôi làm chứng cứ, biết mối quan hệ Nga-Mỹ, nhưng tôi không biết nên không thể giúp việc này. Còn việc tôi cho số điện thoại của vài kiểm sát viên hay cán bộ điều tra thì do mỗi lần tìm được số điện thoại của ai đó, bà Phương thường nhờ tôi lưu vào máy của tôi vì bà nói không biết cách lưu số, rồi sau đó khi cần thì bà lại nhờ tôi nhắn số đó cho bà. Vậy còn tin nhắn trao đổi với mẹ Phương Nga có nội dung chạy án từ số máy của chị được tung lên mạng thì sao? Đúng là số máy đó của tôi, nhưng nội dung tin nhắn đó chắc chắn không phải tôi nhắn. Bây giờ công nghệ làm giả thiếu gì, nên tôi nghĩ có thể ai đó chế ra. Tôi muốn bảo vệ hình ảnh của mình. Vì sao chị đến tòa và được ngồi phòng cách ly? Khi vụ án bắt đầu được điều tra, tôi đã nhận rất nhiều cuộc gọi từ cơ quan chức năng, kêu lên kêu xuống, khai tới khai lui cả chục lần. Nhưng lần xử này tôi không nhận được giấy mời, tôi không phải tội phạm. Ngày tôi tới tòa là do thư ký tòa gọi cho tôi và tôi tới chứ không áp giải gì cả. Yêu cầu của tôi là muốn giữ hình ảnh, nên sau khi tham vấn luật sư, tôi đã làm đơn và hội đồng xét xử đã đồng ý cho tôi ngồi phòng cách ly để bảo vệ nhân chứng. Điều này là đúng với quy định của pháp luật, chứ tôi không hề được đặc cách hay ưu ái gì. Trong phòng cách ly có những ai? Sau khi nộp chứng minh nhân dân cho thư ký kiểm tra, tôi được mời vào phòng kính, ở đó chỉ có tôi với màn hình TV, có một người duy nhất ngồi chỉnh âm thanh, không ai giúp tôi trả lời các câu hỏi của mình, và trong phòng đó có máy quay phim đã quay lại tất cả. Khi bị các bị cáo và nhân chứng đồng loạt tố chị là chủ mưu, làm giả các giấy tờ, thì cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng gì không? Bạn bè đồng nghiệp nói gì về chuyện này? Bạn bè tôi, gia đình tôi đều hiểu tính tôi từ xưa đến nay, không ai nói gì, chỉ có mẹ tôi mãi hôm qua mới bảo. Có đúng con làm chuyện đó không? Khi tôi bảo không, thì mẹ tôi bảo con làm gì để người ta vu oan như thế? Gia đình Nga là người đã tìm cách hại tôi. Trước đây khi chơi với nhau, chị đánh giá như thế nào về Hoa hậu Phương Nga? Cô ấy ngoan, dễ thương, ứng xử thông minh và rất biết tiết kiệm. Chị có gặp Thùy Dung bao giờ chưa? Mối quan hệ của Dung và Nga như thế nào? Tôi có gặp Dung mấy lần do Nga dẫn theo nhưng chưa bao giờ nói chuyện với Dung. Giữa Dung và Nga rất thân thiết. Theo thông tin ở trên mạng, người ta nói chị là người phụ nữ của một người đàn ông đã bỏ trốn ra nước ngoài, điều đó có đúng hay không? Tôi đang sống với chồng ở Việt Nam, với con riêng của chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi bình thường, chồng tôi đã nghe tin đồn về tôi nhưng không lo lắng gì. Có thông tin chị là chủ của một phủ trường hạng sang ở quận nhất. Đúng là tôi làm ở quận nhất, nhưng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và đúng nghĩa. Có thời điểm tôi làm quản lý cơm hô, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Chủ yếu là quản lý hàng hóa, nhân sự, tiền lương, chứ không liên quan gì đến vũ trường. Chị khẳng định không biết gì về việc Nga-Mỹ, vì sao cô ấy lại lôi chị vào việc này, sau đó đổ thừa cho chị. Vì tôi quen Nga, cô ấy kể cho tôi nghe là cô ấy nhờ nhiều người và cô ấy cũng đưa rất nhiều người đến cơm hô để nhờ họ nói về mối quan hệ Nga-Mỹ và mua bán nhà đất, nhưng không ai giúp. Ban đầu, cơ quan điều tra có triệu tập chị hỏi về số tiền 16,5 tỷ đồng, chị trả lời như thế nào? Tôi không giữ thì trả lời không giữ.
Vậy theo như chị đoán thì ai là người giữ? Có thể là một người bạn hay người trong gia đình của Phương Nga giữ. Tôi nghĩ người giữ tiền đó cũng chính là người đã bày trò để vu oan cho tôi. Vậy là chị vẫn khẳng định là mình vô tội. Chị có tính là sẽ khởi kiện những người đã vu oan cho mình hay không? Tôi sẽ khởi kiện những người vu khống tôi, gồm Nga, Dung, Nghĩa và luật sư. Chính những người này cùng Nga và những người giữ tiền đã đạo diễn, vu khống Hồng đổ tội cho tôi. Còn mẹ của Nga, dù cũng tham gia nhưng tôi thấy thương cho cô ấy. Cô ấy đã lớn tuổi và làm thế cũng chỉ vì con, nên trong đơn tôi sẽ không nêu tên cô ấy.